Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người luôn giàu giàu sức khỏe bên cạnh gia đình trong những ngày giãn cách xã hội này ha. À mà quên, sáng nay mình xin đính chính lại với mọi người những clip mà mình làm cho mọi người xem trong thời gian này là mình quay trước đó, tức là trước ngày 18 tháng 7 năm 2021. Mà đến bây giờ mình mới làm video cho mọi người xem đó, vì bình thường mình dùng 1 đến 2 ngày rảnh để quay tất cả những video, xong sau đó mình phải sẽ về dựng lại sao. Tại rất nhiều người hỏi mình là ủa sao dịch cách ly mà thấy chú đi lung tung thế. Thề luôn đó, có cho thêm tiền cũng không dám đi ra ngoài đâu mọi người ơi. Vì ở nhà là bảo vệ bản thân cũng như là một phần nào đó giúp ích được cho xã hội vào thời điểm căng thẳng này ha. Còn bây giờ, theo chân mình để xem những vẻ đẹp của núi rừng thôi nào. Let's go! Xin chào mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại hồ núi đá dưới chân của núi Bà. Hồ này thì gần với hồ nước của Mai Thiên Lãnh sát bên đây à. Bạn nào biết đường thì mới vô được cái khu này nha. Còn hôm nay thì mình đặt chân đến đây cũng muốn là quay lại những cái khung cảnh buổi sáng cùng với những tiếng chim kêu này ở trên núi, để mọi người có thể cảm nhận được thiên nhiên của núi rừng nó như thế nào.